Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin24h. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Giải mã hiện tượng mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 12 tháng 5. Người dân sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã rất thích thú khi được chứng kiến hiện tượng mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời vào chiều ngày 12 tháng 5. Vậy mây ngũ sắc là gì và hiện tượng đẹp mắt này có hiếm gặp? Khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 5, nhiều người dân sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã rất thích thú khi được chứng kiến đám mây nhiều màu sắc như cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Đám mây này xuất hiện ở vùng trời phía tây thành phố vào thời điểm mặt trời sắp lặn. Những hình ảnh về đám mây nhiều màu sắc đã được người dân sống tại thành phố Hồ Chí Minh chụp lại và chia sẻ tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội. Đám mây có nhiều màu sắc như vậy được gọi là mây ngũ sắc, mây cầu vồng hoặc là mây ánh kim. Cơ chế hình thành mây ngũ sắc cũng tương tự như sự xuất hiện của cầu vồng trên bầu trời, bắt nguồn từ cơ chế tán sắc ánh sáng mặt trời. Trái đất mà chúng ta đang sinh sống được bao phủ bởi một lớp không khí khổng lồ, gọi là lớp khí quyển, được dính chặt với trái đất bằng lực vô hình, gọi là lực hấp dẫn. Ánh sáng mặt trời trước khi đi xuống mặt đất sẽ phải xuyên qua lớp khí quyển và tùy thuộc vào thời gian trong ngày, điều kiện khí quyển sẽ tạo nên các hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Mây ngũ sắc là hiện tượng quang học xảy ra khi mà các giọt nước hoặc là tinh thể băng nhỏ trong đám mây làm tán sắc ánh sáng mặt trời hoặc là mặt trăng tạo ra hiệu ứng nhiều màu sắc như là cầu vồng. Hiện tượng này thường xuất hiện ở những đám mây mỏng hoặc là rìa mỏng của các đám mây gần vị trí mặt trời hoặc mặt trăng. Ánh sáng mặt trời hoặc mặt trăng sau khi đi qua đám mây sẽ bị các giọt nước hoặc là tinh thể băng tán sắc, tạo ra các ánh sáng đơn sắc giống như cầu vồng. Tuy nhiên, hiện tượng mây ngũ sắc chỉ xảy ra khi trong đám mây có các tinh thể băng nhỏ. Còn nếu xuất hiện các tinh thể băng kích thước lớn hơn trong mây sẽ tạo nên hào quang, một hiện tượng quang học khác. Hiện tượng mây ngũ sắc thường xuất hiện vào những buổi sáng sớm hoặc là chiều tối khi mặt trời mới xuất hiện hoặc chuẩn bị lặn ở những đám mây gần đường chân trời. Ngoài ra, mây ngũ sắc cũng có thể xuất hiện ở những khu vực có độ ẩm cao, chẳng hạn như là trên núi hoặc là gần biển. Không chỉ là một hiện tượng quang học đẹp mắt, mây ngũ sắc còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh trong nhiều dân tộc và tôn giáo. Trong văn hóa của các quốc gia phương Đông, mây ngũ sắc thường được coi là biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc. Trong khi đó, với văn hóa của một số nước phương Tây, mây ngũ sắc được xem là biểu tượng của niềm hy vọng và lẽ phải. Thưa quý vị, nhu cầu mua xe ô tô của người Việt ngày càng gia tăng. Một phương tiện có thể che nắng, che mưa là rất cần thiết. Và trong những năm trở lại đây, cũng không cần phải chi một số tiền quá lớn mới có thể sở hữu một chiếc xe ô tô phù hợp với nhu cầu di chuyển của nhiều gia đình. Mới đây, hãng xe điện Việt Nam đã công bố giá bán cực sốc của VinFast VF3 cùng với nhiều chính sách hỗ trợ cho khách hàng. Chỉ từ 235 triệu đồng cho một chiếc xe thuê pin của hãng, từ đó việc sở hữu một chiếc xe ô tô nhỏ gọn cũng trở nên dễ dàng hơn với nhiều người. Tuy nhiên, với mức giá này, khách hàng cũng có thể lựa chọn những chiếc xe xăng cũ. Xe điện mini mới, nhiều tiện ích và xe xăng cũ nhưng rộng rãi quen thuộc được đặt lên bàn cân, nhiều tiêu chí so sánh được đưa ra. Mở đầu bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đưa ra những phân tích cụ thể dựa theo những tiêu chí mà chúng tôi lựa chọn, đó là giá cả, tiện ích và rủi ro, để quý vị có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Đây là giá bán của VinFast VF3 vừa được VinFast công bố. Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, VinFast VF3 có giá bán là 235 triệu đồng cho những khách mua xe dạng thuê pin và 315 triệu đồng dành cho những người mua kèm pin. Sau khoảng thời gian này, giá bán VinFast VF3 là 240 triệu đồng và mua thêm pin là 322 triệu đồng. VinFast cung cấp 3 gói thuê pin cho khách hàng lựa chọn. Một là gói 900.000 đồng trên một tháng, giới hạn di chuyển dưới 1.500 km. Tiếp theo là 1,2 triệu đồng trên một tháng cho quãng đường di chuyển từ 1.500 đến 2.500 km. Cuối cùng là gói 2 triệu đồng một tháng cho mức di chuyển trên 2.500 km. Theo khảo sát của chúng tôi, với mức giá của VinFast VF3 trên các trang tin mua bán ô tô hiện nay khoảng từ 235 đến 240 triệu đồng, người tiêu dùng chỉ có thể mua được một số mẫu xe chạy bằng nhiên liệu xăng hoặc dầu cũ, đời rất sâu. Cụ thể, trên một website bán ô tô lâu đời ở Việt Nam, khi tìm kiếm các dòng xe cũ từ 235 đến 240 triệu đồng, một số mẫu xe mà người tiêu dùng có thể nhìn thấy có thể kể tới như Chevrolet Captiva 2008, Hyundai i10 Grand 2016, Toyota J-Colour 2005 và nhiều dòng xe đời cũ khác. Với mức giá cao hơn là từ 315 đến 322 triệu đồng, tương đương với mức giá cho VF3 bản kèm pin, người dùng có thể mua được một số lựa chọn khác như là Ford EcoSport Ambient 2018, Toyota Vios 2014 và Kia Sorento 2019. Với những loại xe xăng mà chúng tôi vừa kể đến, lợi thế dễ thấy nhất so với VinFast VF3 là kích thước lớn hơn khá nhiều, số chỗ ngồi nhiều hơn. Bên cạnh đó, hầu hết các xe xăng truyền thống đều có cốp rộng rãi để chở theo đồ đạc. Trong khi đó, đây là điểm bất lợi của VinFast VF3 đang được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Theo công bố được đưa ra, VinFast VF3 có kích thước tổng thể dài của xe là 3.190mm, rộng 1.679mm và cao 1.622mm. Kích thước có lẽ là điều khiến khách hàng băn khoăn nhiều nhất khi xuống tiền mua một chiếc xe VinFast VF3. Tuy nhiên, nhà sản xuất khẳng định kích thước của chiếc VF3 nhỏ gọn nhưng vẫn ngồi được 4 người. Xe rộng hơn một số mẫu xe hạng A thường được biết đến, VF3 cũng được đánh giá là không thích hợp với những ai mong muốn một mẫu xe cao cấp, nội thất sang trọng, cảm giác lay ấn tượng. Kích thước nhỏ gọn cũng đồng nghĩa với các trang bị hạn chế hơn với các dòng xe khác. Mức giá thấp cũng sẽ khiến nhà sản xuất phải tính toán nhiều hơn với những trang bị không quá hiện đại, tạo ra chiếc xe với mục đích di chuyển trong thành phố. Tuy nhiên, điều này cũng là dễ hiểu khi đây chỉ là một mẫu xe điện mini giá rẻ. Nhưng so với những chiếc xe đời cũ, những tính năng của VinFast VF3 vẫn có thể vượt trội hơn. Về những rủi ro, những chiếc xe xăng cũ tiêm tàng nhiều rủi ro cho người dùng. Nhóm xe cũ này có nhiều chức năng đã lỗi thời so với mẫu xe mới, thậm chí không được trang bị nhiều chức năng cần thiết. Các bộ phận đã sản xuất lâu có thể dẫn tới tỷ lệ hỏng hóc cao, kéo theo chi phí bảo dưỡng sửa chữa lớn. Theo một chủ showroom xe cũ ở Hà Nội, những người mới sử dụng xe, nhất là mua xe lần đầu, dễ gặp khủng hoảng tâm lý nếu như sử dụng các mẫu xe quá nhiều lỗi và mất thời gian đi sửa chữa. Người tiêu dùng cũng có thể gặp một số rủi ro khác khi mua xe cũ, đó là có thể mua phải xe thủy kích, đâm đụng, tai nạn, thậm chí xe chạy taxi, khó kiểm tra và đánh giá đúng chất lượng xe nếu không tìm được địa chỉ uy tín. Ngược lại, với cùng mức giá trên, mua một mẫu xe hoàn toàn mới là VinFast VF3 sẽ phù hợp với xu hướng điện khí hóa trong lĩnh vực ô tô trên toàn cầu, tiến tới năng lượng sạch và tất nhiên có chính sách bảo hành. Chiếc xe điện mới được VinFast công bố phạm vi di chuyển quãng đường từ 205 đến 210 km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn đăng kiểm châu Âu. Như vậy, với những người sống ở đô thị thì việc sử dụng VinFast VF3 để đi lại hàng ngày với quãng đường từ 30 đến 50 km là khá phù hợp. Khả năng sạc của VinFast VF3 cũng là một điểm cộng của mẫu xe này khi có thể sử dụng nguồn điện gia dụng 220V để sạc tại nhà hoặc sạc nhanh tại các trụ sạc công suất cao với thời gian dự kiến là từ 10 đến 70% chỉ trong 36 phút. Khoảng sáng gầm của mẫu xe mini này lên tới 191mm, cho phép VinFast VF3 có thể linh động đi trong phố đông và giúp người lái xe có thể yên tâm khi đi qua những đoạn đường gồ ghề mấp mô mà không lo chạm gầm. Dù vậy, với thiết kế được công bố, mẫu xe điện VF3 của VinFast sẽ phù hợp hơn với những người thường xuyên di chuyển trong phố hoặc quãng đường ngắn. Nếu là những người thường xuyên di chuyển quãng đường dài, cần đi xa, cao tốc, thì các lựa chọn ở phân khúc khác mới là mẫu xe phù hợp hơn. Trên các diễn đàn ô tô, người tiêu dùng cũng đưa ra nhiều ý kiến bàn luận nên chọn VinFast VF3 hay một chiếc xe đời cũ. Khán giả Quang Anh cho biết, vợ chồng tôi làm công sở gần nhà, muốn mua ô tô để đưa con gái đi học tránh mưa nắng. Trung bình mỗi ngày đi lại từ 15 đến 20 km. Thỉnh thoảng cuối tuần đưa con về thăm ông bà nội ngoại cũng chỉ khoảng 30 đến 40 km. Tài chính khoảng 300 triệu đồng. Tôi phân vân mua xe cũ cỡ A hoặc VinFast VF3 vừa ra mắt. Ở phía dưới, nhiều bình luận đều cho rằng nên chọn một chiếc xe VinFast VF3. Một tài khoản bình luận rằng, xe 300 thì toàn đời sâu, tùy nhu cầu nếu bạn đi làm đơn giản quanh thành phố, cứ xem xe mới VF3 mà đi cho nhẹ nhàng. Tài khoản Nguyễn Minh Hà bình luận, trước đây tầm 300 triệu không có lựa chọn xe mới thì mới phải tính đến mua xe cũ, còn bây giờ có xe giá tốt vậy thì việc gì phải mua xe cũ nhỉ? Quan điểm của tôi là sản phẩm càng dùng lâu, càng phải đầu tư. Chọn xe cũ nhỡ rủi ro gặp phải xe từng bị tai nạn, đi sao đảm bảo an toàn được. VF3 tôi thấy được bảo hành tận 7 năm, hãng với nhà máy lại ở Việt Nam thì không phải sợ. Với mức giá rất dễ tiếp cận, VinFast VF3 được dự đoán sẽ là một món hời với đại đa số người dùng phổ thông. Việc điều khiển VinFast VF3 hứa hẹn sẽ thuận tiện, dễ dàng cho mọi tay lái, nhất là với phụ nữ. Phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị, đặc biệt là những người ở những nơi có sẵn chỗ đậu xe để cắm sạc qua đêm, hoặc người dùng ở khu chung cư, căn hộ có sẵn trạm sạc của VinFast. Thưa quý vị, có thể thấy mỗi người sẽ có một nhu cầu riêng. Chúng tôi không thể khuyên quý vị là nên chọn chiếc xe nào. Tuy nhiên, với những phân tích mà chúng tôi vừa đưa ra, hy vọng có thể mang đến cho quý vị cân nhắc và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân và gia đình.